Ngày 24 tháng 6, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ 19, khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Yên Thủy đã triển khai quán triệt các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của huyện ủy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Có 7 trên 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kế hoạch. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 117 tỷ đồng, bằng gần 115% dự toán tỉnh giao và bằng 58% chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy giao. Đến nay, huyện Yên Thủy đã đạt được 4 trên 9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Hàng Trạm, đạt 5 trên 9 tiêu chí thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,56%. Tuy nhiên, một số lĩnh vực còn hạn chế như việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giá thấp, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn vẫn còn xảy ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm trễ, tình trạng ô nhiễm môi trường do xả rác bừa bãi ở một số xã chưa được xử lý, việc lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng nhà ở trong đô thị trái phép vẫn còn. Hội nghị thống nhất 4 nhóm giải pháp trọng tâm với 18 giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ huyện Yên Thủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Yên Thủy là huyện có vị trí quan trọng tiếp giáp với các tỉnh thành phố đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Là chuẩn bị cho công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, luân chuyển điều động đội ngũ cán bộ của cấp huyện. Vì theo chỉ thị 35 thì 6 tháng chúng ta sẽ không cho phép bổ sung kiện toàn điều động đội ngũ cán bộ. Thế như vậy là các đồng chí còn lại là các đồng chí phải tính toán bố trí đội ngũ cán bộ, luân chuyển đội ngũ cán bộ thế nào cho nó phù hợp và làm sớm lên. Và trên cơ sở quy hoạch của tỉnh và quy hoạch chung của huyện để mà chúng ta xây dựng văn kiện. Còn chúng ta là phải tính toán để mà tổng kết nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, thị trấn và đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21. Trong đó có báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, tồn tại hạn chế, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của huyện nhiệm kỳ 25-30. Các cái chỉ tiêu nghị quyết liên quan kinh tế thế nào thì cái này định hướng phải rõ, bàn nó phải kỹ. Thứ hai là chúng ta cũng rút kinh nghiệm cho việc đầu tư, tôi nói thêm là tránh dàn trải. Bây giờ phải tập trung để mà cái nào nó là động lực, cái nào nó là thiết yếu để mà làm. Cái việc thứ tư là đẩy mạnh cái công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ban Thường vụ huyện ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát phản biện xã hội, trong việc góp ý xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tuyến đường liên xã Ngọc Lương Đoàn Kết, kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng nhà máy xi măng Xuân Sơn tại xã Ngọc Lương. Dự án có quy mô xây dựng một dây chuyền sản xuất xi măng công suất 2,3 triệu tấn một năm, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác triển khai các hạng mục thi công nhà máy của chủ đầu tư. Đến nay đã đạt khoảng 97% khối lượng chính của hạng mục dây chuyền nghiền xi măng và một số hạng mục khác, giá trị đầu tư đạt khoảng 2.800 tỷ đồng. Với kiến nghị của chủ đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường điện 110 kV cho nhà máy theo quy hoạch đã được Bộ Công Thương chấp thuận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao huyện Yên Thủy chủ đầu tư dự án phối hợp với các sở ngành của tỉnh, tập đoàn EVN giải quyết trong thời gian sớm nhất, để nhà máy đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2024.